Diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước ở tuổi 35, xót xa chi tiết trùng hợp trong phim. Sáng ngày 17 tháng 2, cả showbiz Việt bàng hoàng khi hay tin diễn viên trẻ Hải Đăng đột ngột qua đời ở tuổi 35 do bị đuối nước, hướng dương 35 tuổi. Bạn gái chia sẻ rằng nam diễn viên qua đời lúc 17 giờ ngày 16 tháng 2, hiện tại thi hài đang được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Cùng thời điểm, Hoàng rapper cũng đăng tải trên trang cá nhân bài viết bày tỏ sự tiếc thương khi diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35. Cụ thể, anh viết: "Nửa đêm nghe báo tin dữ mà không thể tin được. Đang còn quá trẻ, tình yêu cũng chuẩn bị bước sang một trang mới mà em ơi, dù chỉ mới tham gia cùng nhau một chương trình nhưng rất quý bạn này vì sự lịch thiệp, lễ phép, điển trai và yêu nghề. Xin chia buồn cùng gia đình. Thật sự quá đột ngột và đau lòng." Trước khi bị đuối nước, diễn viên Hải Đăng đã đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh cùng bạn gái chuẩn bị đi tắm biển. Bạn gái Hải Đăng nghẹn ngào tiết lộ, 10 ngày trước đó nam diễn viên đã cầu hôn cô sau 2 năm hẹn hò, 10 ngày trước, anh mới cầu hôn tôi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Thế mà, cô chia sẻ thêm, anh Đăng bị đuối nước hôm qua lúc 17 giờ chiều, em kêu nhưng không ai cứu anh hết nên em ra em kéo anh vào. Bây giờ anh nằm lạnh lẽo có một mình. Tầm 16 đến 17 giờ hôm nay, anh sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ đưa thông tin tang lễ để mọi người đến vĩnh biệt anh. Em mong khán giả và bạn bè thông cảm vì không thể trả lời hết tin nhắn của mọi người, em đang buồn và không biết phải làm gì. Em đang ngồi cạnh mẹ anh Đăng, tang gia rất rối ren." Khán giả còn chỉ ra chi tiết cầu hôn của cố nghệ sĩ vô tình lại trùng hợp với tựa đề bộ phim anh từng tham gia, đó là Ra Riêng Anh Cưới Em. Tình tiết này đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cầu hôn bạn gái để sau Tết cưới hỏi, nhưng nam diễn viên Hải Đăng giờ đây đã không còn có thể thực hiện được ước nguyện của mình nữa. Sự ra đi đột ngột của anh cũng khiến vị hôn thê tương lai sốc nặng. Khoảnh khắc cô nghẹn ngào, khóc nức trên đường đưa thi hài chồng sắp cưới về nơi an táng không khỏi khiến công chúng thương xót. Có thể thấy, đôi mắt của vợ sắp cưới cô diễn viên Hải Đăng đã sưng lên, cô vừa nói vừa khóc nức nở khiến ai cũng xót xa. Hiện các nghệ sĩ Vbiz đang vô cùng bàng hoàng khi hay tin dữ. Trên trang cá nhân, NS Hoài Linh, Lê Dương Bảo Lâm, Trương Quỳnh Anh xót xa gửi lời tiễn biệt tới nam diễn viên Ra Riêng Anh Cưới Em. Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ trên Facebook: "Tạm biệt chú em hiền lành. Sáng đọc tin và biết em ra đi, anh bần thần quá Đăng ơi. Cầu nguyện cho em. Từ nay em hết nói nhỏ với anh nữa rồi, lần sau có gì anh cứ hù em nha." Trong khi đó, Lê Nam viết: "Thật sự sáng ra nghe tin em nó mất mà không thể tin được." Oanh Kiều viết: "Anh Đăng là một người rất nhiệt huyết với nghề. Mong anh ra đi thanh thản." Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, tốt nghiệp lớp K14, trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng có thời gian hoạt động trong nhóm nhạc Rainbow Boys, sau đó chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Hải Đăng từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra Riêng Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, Phiên Khúc Đoàn Viên. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim Sắc Đẹp Dối Trá. Anh gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai cùng tình yêu lãng mạn với bạn gái Kim Hoàng. Cả hai đang chờ cử hành hôn lễ trong một dịp thích hợp nhưng giờ đã mãi mãi không thể thành hiện thực. Vậy là sau sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vào mùng 3 Tết, làng giải trí Việt lại đón tin buồn với sự ra đi của diễn viên trẻ Nguyễn Ánh Hải Đăng vào mùng 5 Tết.